Dạ em chào tất cả mọi người nha. Thì bữa giờ thì nhiều anh em hỏi em về mấy cái thùng đạn để đựng đùng nè, thì thực ra thì bên em vẫn còn, nhưng mà kiểu như lâu lâu em mới quay lên thôi, chứ còn quay thường xuyên thì nhiều khi nó cũng nhàm. Thứ hai nữa thì em để cái thời gian để em quay những cái sản phẩm khác á. Thì hôm bữa giờ thì nhiều anh em hỏi, cho nên là hôm nay em lại tiếp tục quay lại giới thiệu mấy cái thùng đạn mẫu của Mỹ và mẫu của Việt Nam về cho anh em đựng đùng nè nha. Thì số điện thoại để liên hệ với bên em là 0983880344. Em giới thiệu cái mã đầu tiên là đây là cái thùng 3 lít của Mỹ, cặp thùng 3 lít của Mỹ, nhưng mà mấy cái này thì người ta đã sơn lại lem lem lút lút rồi, nói chung là sơn lại rồi nha. Nó không một lỗng, thùng thì đảm bảo là không một lỗng, nhưng mà nó có sơn lại rồi đó. Bên trong còn khá là đẹp nha, nắp đầy đủ rồi, chống nước. Cái thùng này là mình quăng xuống nước là nó không chìm nha, đó bên trong khá là đẹp, nắp đầy đủ rồi, chống nước. Em xin giới thiệu lại luôn cái kích thước của cái thùng này. Thì kích thước của nó là dài nè, bề dài này là 27 nè, bề rộng này là 9 nè, bề cao này là 17 cm. Thì giá em bán vẫn như mọi khi là 300.000 một cặp và em bao ship nha. 300.000 một cặp và bao ship. Giá này là giá thanh lý thì bên em sẽ không có bớt thêm. Rồi, tiếp tục. Thì đây cũng là một cặp 3 lít luôn. Đây là cũng là một cặp 3 lít của Mỹ nữa. Nhưng mà cái này thì được cái là nó sơn nó đẹp hơn, nó không có bị sơn lại lem luốc giống như cái cặp này đó. Ngoại hình của nó thì nói chung nhiều khi nó cũng phải có trầy trầy xét xét một xíu nha, chứ nhiều anh em mua ba cái đồ cũ này mà yêu cầu là không được trầy không xét là cái đó là không có nha, nói thiệt là không có đâu. Nhiều khi không biết là anh em nghĩ cái gì, nhưng mà anh em yêu cầu là thùng là phải không trầy không được xét rồi này kia thì mới nhận, chứ còn nó có một chút trầy là không nhận. Thì cái đó là đảm bảo với anh em là không có nha. Có nhiều anh em bảo là thùng phải đẹp mới nhận, thì thực ra không biết định nghĩa như thế nào là đẹp, tại vì nó là đồ cũ rồi, đồ xưa rồi, thì định nghĩa cái đẹp nó cũng khó đó. Cho nên em chỉ nói là thùng thì nhiều khi cũng có xét nhẹ, hoặc là cũng có thể có cắn móp nhẹ đó, giống như hình vậy nè. Thì cặp này thì giá là 350.000, 350.000 một cặp và bao ship toàn quốc nha. Thì thùng 3 lít thì dài 27 này, rộng 9 và cao 17, nó nhỏ thôi. Thùng 3 lít tức là nó đựng được 3 lít nước đó, cái thể tích của nó là 3 lít nước thì gọi là thùng 3 lít. Rồi tiếp tục. Thùng 7 lít của Mỹ. Đây, cặp này. Đó, nó cũng có xét xét vậy đó. Mấy cái này thì nó cũ rồi nha. Nói chung là nó cũ rồi, nó xét xét rồi đó, nên là em bán giá thanh lý luôn. Mấy cái này thì 450 một cặp. Mấy cái thùng 7 lít của Mỹ này thì 450 một cặp, giá là 450 một cặp bao ship. Kích thước này, dài là 28 nè, bề rộng này là 15 nè, bề cao là 18. Dài 28, rộng 15 và cao 18. Cái dòng 7 lít này thì số lượng bây giờ nó cũng còn vài cặp thôi chứ không có nhiều. Đó, nắp vẫn còn đầy đủ rồi, chống nước nha. Cái này quăng xuống nước là nó không chìm. Đó, cặp này. Cặp này giá của nó là 450.000. 450.000. Đó, ở đây nó còn cái kẹp chì nè. Kẹp chì US nè, mọi người thấy không? Kẹp chì nè, có chữ US nè. Nói chung là thùng chuẩn của Mỹ nha. Cái này thì nó không còn kẹp chì. Và nó cũng vậy luôn, nói chung là nó không một lũng gì hết nha. Nhiều khi nó có xét nhẹ nhẹ sơ sơ như thế này đó, nó có xét ở bên trong nhẹ nhẹ đó. Rồi, cặp này thì giá 450.000, 450.000 cho cặp 7 lít này. Rồi, em tiếp tục giới thiệu thêm một cặp 7 lít nữa. À đây thì nó, đây thì nó giống như đây thôi. Nói chung nó như nhau thôi nha. Đó, cái này thì nó cũng sơn vậy đó. Rồi, 450 một cặp luôn. Đây, cái đây. Rồi nó cũng sơn như vậy đó. Đó, nó cũng dính sơn như thế. Rồi cũng là 450 một cặp bao ship luôn. Nói chung mấy cái này thì em lấy lộn xộn thôi. Khi mọi người mua thì em lựa ví dụ hai cái là hai cái thì dính sơn như thế này. Còn hai cái là hai cái không dính sơn. Nói chung là lựa sao cho nó phù hợp một xíu. Rồi giá của 450 thì cặp thùng 7 lít nha. Rồi. Tiếp tục. Thùng 7 lít Việt Nam. Đây, thùng 7 lít Việt Nam.
anh em nào muốn mới, muốn đẹp, muốn không reset gì hết thì mua thùng 7 lít của Việt Nam nha. Muốn mới, muốn đẹp, muốn không reset thì mua thùng 7 lít Việt Nam. Đây, thùng 7 lít Việt Nam nè. Nó khá là mới, độ mới là trên 90%. Thùng Việt Nam nó làm rất là dày nha. Cái này là hàng chuẩn do Bộ Quốc phòng sản xuất, làm rất là dày, nắp đầy đủ ron chống nước. Đây, trên đây nó có ghi nè, ấm nổ số 8 thường vỏ nhôm, chỉ nở mở nắp khi sử dụng. Thì mọi người lưu ý là trên thị trường bây giờ nó cũng có những mẫu thùng Việt Nam, nhưng mà thùng do Bộ Quốc phòng sản xuất hay là do ngoài chợ người ta sản xuất nó khác nhau nha. Hàng ngoài chợ thì nó rất là nhẹ, nó rất là mỏng, rất là nhẹ. Còn hàng mà Bộ Quốc phòng sản xuất thì nó sẽ dày hơn, giống như những cái này nè. Đó, hàng những Bộ Quốc phòng sản xuất thì trên cái nắp này nó sẽ ghi là ống nổ, ý là nó đựng cái ấy bên trong á, cái loại bên trong thì nó sẽ ghi. Đó, giống như cái đây nè. Đó. Đạn 40M79 nè. Đó, bên nó đựng cái gì nó ghi cái đó. Thì đây là những sản phẩm của Bộ Quốc phòng. Còn những cái hai hàng ngoài chợ thì nó sẽ ghi là toàn là tiếng Anh thôi. Ví dụ như nó sẽ ghi giống như nè. Xong nó ghi made in USA rồi này kia, tức là gọi là giả đó. Rồi, cặp thùng 7 lít này của Việt Nam luôn. Cái này cũng do Bộ Quốc phòng sản xuất. Một thùng này là đựng liệu phù cối nè, 60. Cặp này thì có giá là 450.000, 500.000 nha. Cặp của Việt Nam là 500.000 em bao ship. Lưu ý là cặp thùng của Việt Nam là 500.000 bao ship. Thùng 7 lít Việt Nam nha, 500.000 bao ship. Đó. Cặp này cũng là của Việt Nam, 500.000 bao ship. Rồi, em tiếp tục qua một mẫu mới. Đây là cái mẫu 9 lít. Mẫu 9 lít của Mỹ. Đây là mẫu 9 lít của Mỹ nha. Thùng này thì nó có móp nè. Có móp em có sửa lại nè, tại vì nó bị móp. Thùng thì cũng còn khá là đẹp. Bên trong thì đó, chỗ kia, chỗ góc đó, nó có xét nhẹ nhẹ và nó có cấn móp nhẹ nhẹ. Đó, nó có cấn móp sơ sơ đó, em gò lại. Nói chung cái này thì bán cho anh em đựng đồ nghề. Đó, nắp đầy đủ ron chống nước bình thường nha. Kích thước của nó nè, 32, dài 32, bề rộng là 18, bề cao là 22. Thùng này thì được cái là sơn nó còn rim. Giá là 450.000 bao ship. 450.000 bao ship cho cái thùng 9 lít này nha. Lưu ý là nó có cắn móp nè. Đó, cái này nó có cắn móp ở đây. Có móp ở đây nha. Và em có gò lại rồi thì nó có cái dấu như thế này. Rồi, tiếp tục một mã nữa. Đây gọi là cái thùng 11 lít của Mỹ. Thì theo đánh giá thì cái mẫu này là cái mẫu đẹp nhất mà hiện tại bên em đang có. Đó. Thùng 11 lít của Mỹ, thùng này rất là dày, rất là nặng nha, nặng tầm 6,5 kg. Thùng nặng là 6,5 kg. Nắp của nó là nắp mở rời. Đây. Nắp mở rời như thế này. Đó, nắp đầy đủ ron chống nước nha. Cái đó là bụi chứ không phải là bị sét rỉ hết nha. Đây, bên trong của nó nè, khá là đẹp, rất là đẹp. Đó, nói chung là thùng này thì rất đẹp nè. Kích thước của nó nè, dài 45, rộng 15 và bề cao là 25. Dài 45 nè, bề rộng 15 và bề cao 25. Thùng này thì giá là 800.000 một cái. Miễn ship toàn quốc luôn. Nói chung là hôm nay thì ship toàn quốc nha. Thùng này là gọi là thùng 11 lít, giá của nó là 800.000. Đó, nghe cái tiếng đóng rất đã nha, đảm bảo là kín hơi chống nước. Rồi, thì hôm nay em giới thiệu vài cái thùng đạn thôi. Anh em quan tâm cái mã nào thì cứ liên hệ với em là 0983880344 nha. Lưu ý thì mấy cái thùng đạn Mỹ thì nó sẽ có xét hoặc là có cắn móp nhẹ đó. Anh em cứ cân nhắc. Giá nó thì đảm bảo là rất là rẻ nhất thị trường luôn. Rồi, cảm ơn mọi người nha.